thì vậy con? Là nó nói gì vậy? Là nó nói gì vậy con? Thấy đó, thấy chở ông nội ra đeo bà nội dữ lắm hả? Cười có đồng tiền nữa kìa. Đồng tiền, hai đồng tiền luôn. Chết người chưa? Giờ làm sao cho cái chân dài ra đi nha. Đàn ông mà lưng dài chân ngắn là làm biếng lắm á. Trời ơi dữ nha. Trời ơi ghê chưa. Dài mét 76. Ghê chưa. Biết đâu. Chân là dài quá. Biết rồi, hiểu rồi. Tại con là người mẫu mà. Mẹ ngoài tiệm thì mẹ quay tiệm chứ làm sao? Sáng mẹ bị ba bắt đi sớm, ra ngoài trong góc. Ba lôi mẹ dậy 7 giờ ba thảy ngoài đây nè. Này hả, làm gì có xe Honda mẹ, làm gì có xe Honda ba? Trời ơi, vậy chứ mấy cái xe nó chuyển lãm ở đâu? Trời ơi, nó chuyển lãm chơi vậy thôi, nó chỉ có vài vài người nó chạy xe mô tô ngoài đường thôi. Thì cái tụi đó là nói gì nó có xe gắn máy, xe BH81 được. Nhưng mà nó chỉ một số ít thôi. Không, không có ai chạy hết ba ơi. Mùa hè